Đây thịt, thịt nướng nè, thịt con cúp nè. Tại cơ mình nhỏ mà em, từ từ em, thì người ta thương, người ta ủng hộ mình sẽ từ sẽ có tiền thôi. Nói chung là làm gì đam mê thì nhất thôi em. Rồi thứ hai nữa cũng có được thì mình tiền mua sữa cho con em ơi. Ngon quá. Ngon quá trời ơi đây nè. Ồ ngon. Nhà có con gì cơ mình mới ăn heo vậy ơi. Lâu lâu mới có mấy gì lên chơi nha. Rồi cái niệm đi. Hello, mình chào cả nhà nha. Cả nhà cho lấy cơm mình nha. Hôm nay mình diện vui mẹ nè. Rồi mình có làm mấy món nướng á. Rồi mấy cái mấy gì lên chơi nè nha. Gì mình vợ á. Thì mình sẽ làm vài món nướng cho đã cả nhà nha. Chiếc tầng này có nấu rồi cháo á. Hôm nay mình có làm con heo mình rồi mình ăn nè. Rồi mình sẽ lấy ra mình nấu cháo vài món mình nướng nè. Có ruột nướng nè. Để cả nhà nha. Thì chẳng này có mấy gì mình quay lên để làm kỷ niệm nha. Chúc cả nhà có buổi chiều vui vẻ nha. Chúc tất cả anh em trong nhà ngoài nước á thì sức khỏe làm thành đạt nha. Đây này có mấy gì mình nữa nha. Đây đây là dì Bảy nè, người cô Út. Đây mẹ mình thì cả nhà cũng biết rồi ha, nhiều lên cũng nhiều clip này. Đây dì Tư, dì Hai. Đây có thằng em, em con dì Bảy. Có hai đây mới là gai nha. Không phải cô Ghiền cả nhà ơi. Đây không có hai nhậu nha, có hai nha. Còn đàn em vợ. Nó nhờ nó không có nhậu được cho nên nó nhờ giờ có rượu mình uống mà mình uống vài ly chơi thôi chứ không có nhiều nha. Ở đây mình có món nước nha. Đây, đây thịt, thịt nướng nè, thịt con cúp nè. Khổ chết mấy tháng trời mà chưa có tiền nhiều. Tại cơ mình nhỏ mà em, từ từ em thì người ta thương người ta ủng hộ mình sẽ từ sẽ có tiền thôi. Nói chung là làm gì đam mê thì nhất thôi em. Thằng kia nó làm 2 năm trời không có đồng bạc luôn. Rồi thứ hai nữa cũng nếu có được thì mình tiền mua sữa cho con em ơi. Ngon quá. Ngon nè. Dạng thương. Còn gì hay? Ngon quá trời ngon đây nha. Thịt nè ngon. Ồ này ngon. Thịt có cúp nè. Có cúp ngon à. Nhà có công việc mình mới ăn heo nha ơi. Bình thường đi, có gì đâu mà vừa quay lên cái im ru hết trơn rồi, không có nói gì hết. Lâu lâu mới có mấy gì lên chơi nha. Mình làm cái niệm đi. Như mình hợp mặt kia là mình quay gì đây đủ mặt mấy gì hết. Đâu, đâu có dễ đâu. Đâu. Dễ đâu. Dạ. Có gì với hai chồng con mà muốn đi được cũng cả vấn đề á. Lâu lâu nữa có dịp mình lên quay cái mấy gì. Mà gì nào cũng đẹp nha. Mấy gì hàng sáu đổ lên hết rồi các bạn. Mà ở đây mình giới thiệu nhà ở đây mình có hai gì đang cô đơn nha. Đây nè, đây là gì Hai nè. Đó là gì Ba cũng cô đơn luôn nha. Có gì đó là cô Cố cũng cô đơn luôn. Rồi à, có anh nào mà mình làm mai luôn nha. Có bà chị vợ cô đơn luôn. Gái còn dinh luôn. Em cái bà đã là đàn cô đơn đó, ai lấy hốt quá giùm tôi luôn nha. Bà này giống luôn như bà chúng ơi. Nói mà ba chữ chết luôn á. Ngon nè. Ngon nè. Thấy đâu mà xả ai. Ồ, quá trời ngon luôn. Bữa nay ăn thịt nướng. Mất cười lắm. Thầy kêu lại hôm năm gai. Có xương xương cái thịt này cảm thấy ngon lắm. Nói gì nữa. Thôi mới ngon á. Đẩy nó ra nè. Heo nhà ấy, ngon lắm. Nè đây cục non cái cục già nè. Mặn kỹ lắm. Ồ dòng hành nha. Là vàng gì vậy cho nó. Ngon. Gì vậy nó cảm thấy cái này giống hành kìa. Nè nó còn nè. Được cái có. Nay mình nhậu gì hay ơi. Uống vô gì hay. Nay lâu lâu gì hay. Nay gì cháu gặp nhau rồi uống cái gì hay. Ta thay bà ngoại ta thay
mời cả nhà về quê em ăn ruột nướng. Ăn cơm cũng gấp ngon quá trời nè. Này ăn cơm cũng ngon, uống rượu cũng ngon vậy ha, dễ ăn. Ngoài món nướng ra mình còn có cháo lắm cả nhà ơi. Cháo ngon lắm. Rồi cháo lòng. Hai chồng mình lụm lụm phim quay. Lụm ấy hơn ngày nào cũng quay vậy. Đây nè, thịt nướng còn có cháo nè. Đó. Đó là làm gỏi nè, gỏi heo nè. Đây là thịt luộc nha. Có phải không em làm đó? Thấy không? Đó, thịt nướng nè, ngon chưa? Cháo thịt mập luôn. Cháo thịt mập là cốt mình nấu nha. Cốt đang cô đơn đó, ai hốt cốt mình cô đơn. Phải người cô đơn quá à. Cốt tôi mới U50 nha. Ai mình mời cái nhà một cái miếng ruột nha, cũng ngon nha. Em bé ngủ đêm nữa nha. Em bé ôm cái xe bồ ngủ đêm nè. Người sơ bồ rất nhiều nha. Thế nè. Đây nè. Cái này xem nè. À, anh đang ngủ quá thấy không? Trời ơi, đã nè, đẹp nha. Gió thổi lung lơ nè. Ngủ ngon không? Ừ. Từ giả vào ngoài không vậy? Con. Con hứa, con hứa ai? Con nào cũng muốn nuôi cho nghỉ, bắt con chó kìa. Ngủ ôm cái bồ ngủ. Thức kìa, thức kìa, thức kìa. Chị con muốn ngồi. Chị con muốn ngồi. Ngủ ngủ ăn ăn à. Đã không? Chị con muốn ngồi. Sang ngồi, sang ngồi. Chị con muốn ngồi con đó.